trước khi gặp chị em khá là lo sợ với hồi hộp, nhưng mà khi mà gặp các anh chị rồi thì kiểu thân thiện và nhiệt tình của các anh chị đã giúp cho em cảm thấy đỡ hơn và bình tĩnh hơn. Là công việc của một tình nguyện viên hàng ngày chúng em là gồm những công việc khi mà mình đến đây sớm hỗ trợ ban tổ chức trong các khâu chuẩn bị, như là về hỗ trợ xuất vé, an ninh, các anh chị an ninh khi có yêu cầu, kết hợp với đó là mình sẽ cổ động, cổ vũ các vận động viên các nước trong thi đấu SEA Games một cách nhiệt tình, nhiệt huyết nhất, thể hiện sức trẻ của thành đoàn thủ đô Hà Nội. Và sau khi kết thúc các chương trình thì chúng em sẽ ở lại và phụ cái ban là tổ chức dọn dẹp rác và những làm sạch môi trường xung quanh khu vận động và sân thi đấu ạ. Chúng tôi rất vui khi trở thành tình nguyện viên của SEA Games.